Hello các bạn, có thể đang ở tại nhà hàng Sen Tây Hồ và ngày hôm nay là ngày tất niên của công ty, ngày công ty của mình đây. Và ngày hôm nay thì anh em mình sẽ ăn ở tại nhà hàng Sen ở Tây Hồ và không có mấy dịp ha các bạn đi ăn uống cùng nhau đông đủ như này, nên là quay video clip này để lưu làm kỷ niệm và cũng là để chia sẻ cho các bạn. Hiện nay thì mình sẽ review cho các bạn xem các cái món ăn ở tại nhà hàng Sen Tây Hồ đây nhé các bạn. Xem một suất buffet thì nó sẽ có những cái món gì. Đây là công ty của mình, đó, tất cả anh chị em ở đây là công ty mình hết luôn. Bên mình ngồi mấy bàn như này đây, đó. Đó, một số đang đi lấy đồ ăn. Bây giờ chúng ta sẽ đi lấy đồ ăn nhá. Bé dễ thương nhỉ. Đây là spaghetti. Đây là đa điểu, thịt đa điểu nhá. Mì xào hải sản. Gá hầm tâm. Và anh bạn mình thì đang ăn khổ hoa. Khổ qua khổ qua canh cá thác lác. Đi vào đây thì các bạn sẽ ăn rất nhiều món ăn ở trong đây. Và không sợ rằng là chúng ta sẽ không sợ rằng là không đủ các món ăn phục vụ cho mỗi khẩu vị khác nhau. Đó, có cả cơm này, miến này, cháo, hai cái ăn cháo ở đây, cháo cá hồi, cháo tôm hùm, phở bò, và ra bún chả, bún riêu, cua. Bún chả. Đây là gia vị, có đầy đủ các loại gia vị cho chúng ta luôn. Bánh phồng tôm, cua đồng rang muối, vịt quay, khoai tây chiên, nem chua nướng, pizza, khoai tây bỏ lò, phô mai chảy, cánh gà chiên mắm, xúc xích chiên, da cá hồi, tempura, không biết cá là cái gì đây. Cá vược chiên, chân giò Philippines và nước chấm của nó này, đầy đủ nhá. Các bạn thử đếm xem có bao nhiêu món ăn ở trong đây nhá. Mình đếm không xuể đó, các bạn phải đếm giúp mình nhá. Đây là các món xôi nè, ngô nè, bánh cuốn nè, đây xôi gà nè, khoai nè, có cả cơm đấy nè, đó, thịt đông nè, cà ghém nè, bánh chưng nè, có cả tép rang. Các bạn nghĩ đã hết chưa? Hiện giờ các bạn là chưa đâu nhá. Ai thích đuôi bò hầm thì ở đây một nồi luôn. Súp cá hồi, súp bí đỏ, bò sốt vang. Hôm nay mình sẽ giới thiệu toàn bộ các món ăn ở Sen cho các bạn xem luôn. Đây là các món khô, bơ, sữa, thịt nguội, bánh mì chuột, tức là bánh mì bé đó các bạn. Chưa hết đâu. Nếu bạn nào thích ăn lẩu thì khỏi ra hàng lẩu luôn. Đây có nguyên một cái lẩu, lẩu thái chua cay với đầy đủ gia vị luôn. Bề bề này, mực này, tôm này, thịt bò này, rau này,
mì và nồi nước à, đó đầy đủ. Còn đây là đặc sản của Hà Nội này các bạn, đây là bún chả cá Hà Nội. Đây đang sôi sùng sục, những miếng cá đang được rán lên rất là sôi sục, ăn kèm với bún và thì là cũng như là đậu phộng, hành phi đó, và ăn kèm với nước chấm. Đây là quầy hoa quả. Hoa quả thì có các loại này, thanh long này, xoài này, chuối này, có bánh thạch dừa này, có thạch này, cam này, táo này, ổi này, dưa hấu này, khoai mì này, bánh cách này, bánh bông lan này, bánh này bánh gì đây, bánh giò nữa này, đây là bánh giò nha. Đây thạch này, đu đủ này, đó, tiếp tục, chưa hết đâu các bạn, còn nhiều lắm. Đây là khu vực rất nhiều người thích nè, đây là thạch nè và chè nè. Đây là khu vực của chè, bao gồm nè, đó, chè đậu xanh nè, chè đậu đen nè, có chân châu nè, có thạch nè, chân châu đen, chân châu trắng đều có hết nè, đầy đủ. Bên đây là chè xương sa nè, chè khúc bạch nè, chè đậu đen nè, chè bà cốt nè. Đây chè này mình lần đầu tiên mình mới nghe nè, có cả bánh trôi nữa nè. Đó, chưa hết đâu nha các bạn, đã nghĩ là hết chưa? Thì thưa là chưa hết đâu, còn mấy khu vực nữa. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ đi đến khu vực nè, kem nè, các thể loại kem luôn nha. Tiếp tục đi nha. Đây là khu vực của tất cả các loại nộm này, loại gỏi này, đó, kim chi này. Ở đây thì hôm nay là hết, đã ăn hết rồi nè. Salad hoa quả, salad Nga này, có cả ô liu, cà chua bi, chân gà này. Các bạn thích ăn chân gà thì ở đây. Gỏi, củ sen, salad dưa chuột. Cái này là salad gì nhỉ? Cái này cái rau gì nè? Giúp cá. Hết, ở đây là, đây, có salad rong biển này. Sushi và các cái gia vị ăn kèm như mù tạt, nước tương, gừng hồng. Đây là quầy của hải sản, nha, hải sản đó, được đặt lên đá như này để giúp cho tươi sống nè, cá hồi nè. Đây, và đây là những con hào. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra khu vực nướng nha. Nó rộng lắm các bạn ạ. Đây, tổng quan khu vực này nó rộng lắm, rất là rộng. Đây là khu vực VIP ở tại khu vực ở nhà hàng Centeio. Cho các bạn nào đi cùng tham quan nhé. Còn đây là khu vực ai thích ăn hải sản thì vào đây. Đây là nghêu nè, ngao nè, cái gì đây, ốc nè. Đây là cũng là một loại này, gọi là gì nhỉ? Sò. Đây là sò đây. Đó, cái này chỉ có phụ nữ mới biết thôi, mình không rành mấy thứ này đâu. Ngao nè, cũng là loại sò luôn nè. Ốc nè, quá trời ốc luôn nè, ghẹ nè, con này con cũng là một, chắc là một loại ốc đây. Đây cũng thế này, ăn kèm với các dưa nè và gia vị nè. Đây là móng tay nè, đó, nhìn ngon chưa. Đây là ngao nướng nè, sò nướng nè, móng tay nướng nè, ngao nướng nè. Hello. Đấy, đây, nhiều quá ha. Anh ơi, hải sản. Và đây là bếp nướng nè, các bạn đang nhìn thấy nó đang sôi sục như thế này đây. Đó, đang sôi sục luôn. Đấy. Đây là cái lò nướng nè. Đó. Tôm. Đây là tôm nướng nè. Cá nướng nè. Mực nướng nè. Mọi thứ nướng nè, bạch tuộc nướng nè, thịt nướng nè,
Và anh là đầu bếp nướng nè. Đầu bếp nướng có làm món ăn không? Đây là một cái khu vực ở ngoài trời nha, để nướng. Chưa hết, món nướng còn có nữa nè. Thịt bò nướng nè, các bạn thấy đang khói bốc lên không? Đây là thịt bò nướng, đây là một cái khu vực nướng nha. Đó, một cái sạp nướng thịt bò này, nướng lên. Nhớ những miếng thịt bò như thế này đây, là bò bít tết đó. Rồi, đây là nguyên một cái đùi. Đây là đùi cừu nướng nha, đây là cừu. Đó, thịt cừu. Thịt cừu này nướng, nướng lên ăn cùng với gia vị này. Và đây là người nướng nè. Người cừu nướng, người nướng cừu. Đó. Thì có đến các bạn từ nãy giờ chắc các bạn đếm là chắc cũng phải là 50-60 món ăn đúng không ạ? Rất là nhiều món các bạn ơi, ở tại cái khu vực VIP ở tại nhà hàng Sen Tây Hồ. Đó, và vừa rồi thì Pata vừa đưa các bạn đi tham quan một vòng xung quanh các khu vực để ăn buffet ở tại nhà hàng Sen Tây Hồ. Và nếu các bạn có dịp thì các bạn có thể đến những cái nhà hàng buffet tương tự để các bạn thưởng thức các món ăn ở tại đấy nhé các bạn. Và ở nhà hàng, tại sao mình lựa chọn buffet thì cũng chia sẻ với các bạn là 9 người thì 10 ý, và mỗi người lại có một cái gu ăn khác nhau và một cái sở thích ăn các món ăn khác nhau. Do vậy buffet là cái lựa chọn của mình để mình tổ chức cái liên hoan cuối năm cho anh em công ty. Và bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với bàn ăn cùng với anh em nhé. À, vào hôm nay cũng là sinh nhật của nhóc trên sân nhà mình. Hey, dạ con đây ạ. Hey, dạ bánh sinh nhật, bánh sinh nhật này, bánh sinh nhật này. Dạ nhà mình về đủ quá để em đủ rồi, đủ rồi này. Happy birthday. Ui. Mút tay à? Ăn bánh nhá. Ăn bánh nhá. Đây. Chúc mừng lớn nào. Quẩy lên nào. Tắt cái kia là cái phát sáng luôn. Come on. Đăng tìm. Chúc mừng sinh nhật cho Jason. Hello. Nói bố là phải cố gắng làm việc nhiều. Yeah, rồi. Hai anh em nữa. Đây, nhưng lại là con trai rồi. Rồi. Giỏi lắm nhỉ, cách cho. Rồi.
Rồi. Và chúc các bạn có một bộ những bữa liên hoan thật là vui, thật ý nghĩa bên những người thân bạn bè của mình. Và đừng quên subscribe kênh để chúng ta update những cái video clip tiếp theo nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.